Thưa quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt tại đồi Bạc Khang, một trong những địa điểm ở độ cao khoảng hơn 60 mét so với mực nước biển để ngắm nhìn khu vực xung quanh của thành phố Siem Reap. Ngoài việc ngắm nhìn được những đền đài thì chúng ta cũng thấy được phía mặt trước mặt Thịnh đây là một cái hồ nước. Buổi chiều thì các du khách lên đây sẽ ngắm được cái hoàng hôn trên này. Phía xa xa nơi có những cái máy ngói bò đỏ đó chính là khu vực của Siem Reap và sân bay. Công trình của đền Bạc Khang này thì được đang các chuyên gia đang sửa chữa, trùng tu lại. Từ vị trí này mình thấy được những cái ngọn tháp của đền Angkor vươn lên trên giữa cánh rừng già.